Tiền nhiều hay ít cả nhà? Nhiều lắm, rất nhiều. Và số tiền nhiều đấy nó có đến với một người nào đó không? Có chứ, nó mới tạo ra người giàu. Đúng không? Nó sẽ rơi vào trong túi của một người nào đó và làm cho người đó trở lên giàu có. Và nó cũng sẽ vào túi của một người nào đó và nó đi ra. Có những nhân vật như vậy không? Ngày mai mình học về tiền, mình học về kiếm tiền, mình học là tạo ra tiền. Ngày mai ấy, ngày hôm nay mình học cái cách để làm sao tiền nó đến với mình và nó ở lại với mình được nhiều. Có muốn học cách đấy không cả nhà? Nó phải đến với mình và phải ở. Đúng rồi, chứ nó không ở lại thì đến cuối cùng nó lại ra đi. Xung quanh chúng ta có nhiều tiền không ạ? Xung quanh chúng ta có nhiều không? Đầu tiên hỏi ta có nhiều tiền không? Chưa đúng không? Xung quanh thì sao? Tính đơn giản và gần nhất có thể. Trong túi quần ở đây ai đang có 500.000 giơ tay? Có ít nhất là 500 giơ tay, giơ tay. Rồi bây giờ bao gồm ở đây và ở nhà có 500.000 giơ tay. Có 1 triệu giơ tay. Có 5 triệu giơ tay ở đây và ở nhà giơ. Đấy. Rồi, 1.000 người. 1.000 người. Mình chỉ tính đơn giản có một nửa nó sẽ có thôi. 1 triệu nhân với 500 thì thành bao nhiêu cả nhà? 500 triệu. Tức là quanh mình có 500. Đấy, nhiều người giấu đúng không? Không muốn khoe đúng không? Đấy, bây giờ tính 10 triệu. Bây giờ hỏi nha. Ở đây ai có thể ở đây và ở nhà có tài sản quy được ra 10 triệu giơ tay. Quy được ra, bán đi ấy. 20 triệu giơ. 30 triệu. Rồi nhé. Có tài sản quy ra cái là nhiều lắm đúng không? Thế mình tính 30 triệu nhân 1.000 người là bao nhiêu? 30 tỷ. Bạn đang ngồi xung quanh 30 tỷ. Đấy, bơi trong tiền. Nếu mỗi một người mang 30 triệu ra đây để ở đây, bạn sẽ bơi trong tiền thật. Có phải không cả nhà? Đấy. Thế thì xung quanh bạn nhiều tiền chưa? Chưa kể à, riêng một cái tòa nhà này xây biết bao nhiêu tiền cả nhà? Nó phải nhiều chục, đúng không? Rồi, bộ đèn cũng đắt tiền này, bộ loa này, bộ màn hình LED này mà đầu tư thì chắc là cũng phải nhiều tỷ này. Và thấy xung quanh bạn không? Có nhiều tiền. Thực tế không? Thực tế không? Rồi, chủ của cái người có cái hệ thống đèn LED này thì nhiều tiền không? Đấy, cũng phải có nhiều tiền mới mua được. Rồi mình đi ra đường, mình sẽ thấy bên trái của hội trường là cái đường đúng không? Ô tô qua lại, mỗi chiếc ô tô là bao tiền? Vài trăm, thì mình tính nhẹ nhàng 500. Có xe sang, xe phổ thông 500 triệu thôi. Một ngày hàng nghìn và vài chục nghìn chiếc xe đi qua đi lại. Nhân lên 500 nhân 1.000, thôi hết tính được rồi. 500 nhân 1.000 thành bao nhiêu? 500 triệu nhân 1.000 thành 5.000 triệu à? Hay 500.000 triệu? 500.000 triệu quy ra thành bao nhiêu là tôi cũng chịu. 500.000 triệu, hơi kinh chưa? Tiền nó nhiều không cả nhà? Trong marketing và trong quy ước tài chính, tiền có màu xanh. Xanh gì cả nhà? Là cây nha, nhớ nha, kiến thức marketing ấy. Màu sắc biểu hiện cho tài chính, cho tiền tệ là màu xanh lá cây. Ngân hàng gì có màu xanh lá cây? Ngân hàng gì nữa? VP cũng màu xanh lá cây.
Ngân hàng gì nữa? OCB. Đấy, ngân hàng gì nữa? Đấy, có vài cái banh ấy, banh bành bành đấy. Là màu xanh đúng không? Tiền, đây gọi là tiền. Nhiều lắm. Đang chảy xung quanh chúng ta mà chúng ta cứ bảo là không có đâu, tôi không kiếm được. Không kiếm được. Đâu? Tiền quanh ta nhiều không cả nhà? Nhiều hay ít? Quan trọng là niềm tin của bạn, sự hiểu biết của chúng ta. Chúng ta bảo chả bao giờ thấy có tiền. Tức là cái đầu của mình bảo là gì ạ? Tiền nó rất hiếm. Nhưng bây giờ mình đổi cách nhìn một cái thôi. Bây giờ từng ô đất nhìn đi. Quy ra bạn đi dọc đường bao nhiêu? Bán đi thì bao nhiêu? Rất rất nhiều đúng không? Vậy tiền nhiều hay ít? Tiền nhiều hay ít cả nhà? Nhiều lắm. Rất nhiều. Và số tiền nhiều đấy nó có đến với một người nào đó không? Có đến không? Có chứ, nó mới tạo ra người giàu. Đúng không? Nó sẽ rơi vào trong túi của một người nào đó và làm cho người đó trở lên giàu có. Và nó cũng sẽ vào túi của một người nào đó và nó đi ra. Có những nhân vật như vậy không? Có nhân vật thì nó đến và nó ở lại. Nhưng có những người thì nó đến thì nó lại đi. Đấy, có ai đó cứ thấy mình làm rõ nhiều xong cuối cùng lại chả còn bao nhiêu. Lúc cần việc lớn thì chả thấy tiền đâu. Có. Đấy. Có những người nó đến và nó ở. Có những người nó đến và nó đi. Và nó tạo ra người giàu, nó tạo ra người nghèo. Đây là thói quen kiếm tiền, thói quen tiêu tiền. Nhưng đầu tiên để chúng ta nói về việc nó đến đã. Bạn đã từng có một cơ hội nào đó để kiếm được rất nhiều tiền, rồi sau đó chúng ta lại từ bỏ chưa? Hoặc là làm trong một lĩnh vực nào đó có khả năng, hoặc là có người khác kiếm được rất nhiều tiền nhưng chúng ta không thành công. Có. Nghe hiểu không? Mình làm trong một lĩnh vực nào đó, kinh doanh một sản phẩm nào đó, người khác thì kiếm được rất nhiều nhưng mình thì lại không. Mình vẫn bán sản phẩm đó, vẫn bán cái dịch vụ đó, người ta kiếm được rất nhiều mà mình lại không. Vì sao? Có từng chưa cả nhà? Từng chưa? Trả lời. Từng rồi. Lúc nào chúng ta cũng đang làm việc đó. Bạn hãy tưởng tượng đây là một dòng suối, một dòng sông rất lớn, tiền nó chảy tới. Và cái thứ mà chúng ta mang ra đựng đó là cái chén. Cái chén nhỏ uống nước ấy. Miền Nam cái chén là cái bát. Miền Bắc cái bát là cái bát. Miền Nam cái chén là cái bát đúng không? Nhưng đây là cái chén của người Bắc, miền Bắc nhá. Chén uống nước ấy, mình ra mình múc, múc ở cái sông này. Sông tiền này được bao nhiêu cả nhà? Được bao nhiêu? Được bằng đúng cái chén này, không hơn. Chuẩn chưa? Không bao giờ có hơn. Nhưng bây giờ có một người khác, người ta vác ra một cái xô. Đấy, to. Người ta đựng được như nào cả nhà? Cả cái xô này luôn, lớn chưa? Có người khác kinh hơn, người ta đào ao. Lớn lắm cả nhà. Nó về cơ bản là lớn lắm, không vẽ được, nó viết chữ ao ở đây thôi. Đấy, nó chứa. Thì sao cả nhà? Được nhiều không? Có ông mà nhiều tiền hơn nữa thì người ta đào hồ. Hồ lớn không? Có ông nhiều hơn nữa thì nó đào biển. Cái chỗ này nó dẫn về biển, trăm sông đổ về biển lớn. Thế là tạo thành biển. Thế mình nhìn thấy sự khác nhau giữa giàu và nghèo là gì? Khả năng chứa được tiền. Bạn nhìn thấy ở đây nó các cấp độ khác nhau chưa? Nhìn thấy chưa cả nhà? Có người sức chứa của họ chỉ bằng cái chén mà thôi. Có người sức chứa lớn hơn, khấm khá hơn thì bằng cái xô, cái chậu. Có người lớn hơn nữa thì được cái ao. Nó gọi là sức chứa. Đấy. Có đúng là như thế không?
cơ hội đến với tất cả mọi người. Pháp luật cho phép tất cả chúng ta đều được làm ăn và kinh doanh giống nhau. Có luật cấm độc quyền. Đấy. Ngành nghề nào cũng có thể có được rất nhiều sự cạnh tranh cho tất cả chúng ta. Bạn có thấy điều đấy không? Có luật chống độc quyền ấy, chứ nếu không ấy, là chúng ta không được thoải mái như thế đâu. Có một vài quốc gia nọ thì người ta không có luật chống độc quyền. Thế cho nên một mình công ty này lấy hết một ngành luôn. Ví dụ chuyên về sản xuất thuốc, chỉ một mình công ty đó sản xuất cho cả quốc gia đó. Chuyên về bán thức ăn, chỉ một mình công ty đó. Thì cơ hội để người khác làm những cái lĩnh vực đấy có được không cả nhà? Được không? Không, nhưng Việt Nam mình thì chống độc quyền. Là tất cả mọi người đều có cơ hội làm được hết. Ai giỏi thì kiếm được nhiều, thằng nào dở thì kiếm ít hoặc không kiếm được. Vậy cơ hội là giống nhau, tất cả mọi người đều được tắm ở cái dòng sông này, thấy nó chảy xuống không? Hoặc trong cơn mưa này, ai cũng được tắm ở đây. Nhưng đựng lại được bao nhiêu thì là do cái gì? Do cái gì cả nhà? Đúng rồi, chúng ta gọi nó là sức chứa. Nhờ, viết ở đây. Sức chứa, các bạn viết xuống. Do sức chứa của chúng ta. Sức chứa của mỗi một cá nhân. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Nguyễn Xuân Nam. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.